Chào bà con nhé. Vâng, đơn hàng ngày 28 tháng 5 đây. Em đang xuất 15 chiếc máy trộn 4 bao cho các đại lý trên toàn quốc nhé. Máy trộn thức ăn, máy trộn thuốc này. Chuyên dụng trộn cám, trộn thuốc, trộn bột nhé. Đa chức năng, chất liệu inox toàn phần nhé. Bỏ hành 15, thân vỏ, motor bỏ hành 25 nhé. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về máy trộn thức ăn, máy trộn cám, máy trộn thuốc dùng trong chăn nuôi thì liên hệ trực tiếp kho bên em nhé. Địa chỉ tại Huệ Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Bán buôn bán lẻ giá rẻ như cho luôn. Vâng. Rồi rồi, ok. Ra thì bên em cung cấp các loại quạt công nghiệp, thiết bị trang trại. Đấy, đổ hết, đổ hết vào. Bà con cô bác ai cũng. Ôi thì cái đổ hết vào là không đều đi. Thiết bị trang trại gọi tiếp cho kho bên em. Đấy. Qua số 0973. Đổ phút nữa đi. Cảm ơn. Đều nhách. Đấy, nhìn thấy không? Vâng, em lại chuẩn bị số. Đã test bao nhiêu trại rồi anh? Không phải trại này giờ mới dùng đâu. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về máy trộn cám.